Đây là khu nhà mới xây của gia đình ông Nguyễn Ngọc Thước, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình ông có 4 người, nhưng phải sống trong căn nhà vỏn vẹn có 25m². Vừa qua, con trai ông quyết định cưới vợ. Gia đình có thêm một nhân khẩu nữa. Việc sinh hoạt trong căn nhà nhỏ có nhiều bất tiện. Cách đây một tháng, ông quyết định đầu tư 20 triệu đồng, cải tạo khu nhà bếp thành một phòng nữa cho con trai ra ở riêng. Theo luật di sản, khu vực 1 là khu bảo vệ đặc biệt của di tích, phải đảm bảo cho việc gìn giữ sự toàn vẹn của cảnh quan thiên nhiên, địa hình. Mặc dù biết quy định đó, nhưng ông Thước cho biết việc sửa chữa là điều bất đắc dĩ. Để không cơi nới thì thực sự mà nói thì nó sẽ gặp khó khăn trong cái việc ở của gia đình. Cho nên là sau khi gia đình cũng chưa thể có cái điều kiện để mà ra cái mua cái đất khác để ở, để xây dựng thêm cái hộ mới cho trong gia đình ấy, thì tôi cũng phải là nếu như được phép thì tôi cũng phải làm thêm nhà, mà nếu không mà chưa cho phép thì chắc chắn là tôi cũng phải sửa sang lại để tôi ở. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Di tích Thành Nhà Hồ, hiện còn 261 hộ dân nằm trong khu vực 1 thuộc diện phải di dời phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo di tích. Trong đó có 126 hộ dân đang có nhu cầu xây mới, phục vụ cuộc sống. Đối với những hộ dân này, Ban Quản lý chủ động đến từng nhà, tuyên truyền vận động người dân, nâng cao ý thức bảo vệ di sản. Đồng thời yêu cầu người dân nếu có nhu cầu sửa chữa, phải làm đơn gửi lên xã để xem xét. Tuy nhiên, những biện pháp trên chỉ là tạm thời và không đem lại hiệu quả. Giờ có những cái hiện nay là cái tuyên truyền là vậy, làm thì như vậy. Nhưng đến giờ phút này thì một số hộ dân vẫn cứ vi phạm. Bởi vì đây nó là một cái thực tế mà chưa có thể ai giải quyết được. Vừa qua, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng di tích Đàn Tế Nam Giao. Tổng cộng đã có 28 hộ dân được di dời và chuyển đến khu tái định cư thuộc thị trấn Vĩnh Lộc và xã Vĩnh Thành. Đối với những hộ dân còn lại thuộc khu vực bảo vệ 1 của di tích, tới đây tỉnh Thanh Hóa sẽ có những giải pháp trước mắt để di dời, phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo di tích. Trong thời gian tới thì Sở Xây dựng sẽ trình Chủ tịch Ủy ban tỉnh ký ban hành phương án trước mắt đối với cái khu di sản này. Còn khi nào mà quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì đồng thời với cái phương án này thì sẽ bám theo cái quy hoạch để tiếp tục có cái biện pháp đối với các cái hộ dân mà sinh sống trong khu vực nội thành. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2013-2015, tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành quy hoạch tổng thể cấp quốc gia, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận. Dự kiến quy hoạch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2014. Bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân hiểu được giá trị của Thành Nhà Hồ, việc đẩy nhanh quy hoạch và di dời khu dân cư nằm trong quần thể di tích là công việc mà các cấp chính quyền địa phương cần tiến hành trong thời gian tới đây. Có như vậy, công tác bảo tồn, tôn tạo di sản Thành Nhà Hồ mới đạt được hiệu quả như mong muốn.